Chuyện có thật ở Thừa Thiên Huế, 6 lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp, được gọi bằng một cái tên mà chỉ khi nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình, địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi. Nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm chân thực, tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời của mình. Nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người. Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó, khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái. Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại về làm khoa học. Nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy gì làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè. Lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay, lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành, nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đéc. Lại gần xem thì hoa có 5 cánh sắc nhọn, trông rất lạ. Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói đây chính là âm phủ và báo cho tôi biết thứ bảy này trong họ nhà tôi sẽ có người mất. Đi qua con đường đầy hoa đó là một dòng sông. Trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60kg. Rồi tôi gặp một nhóm rất đông, những người nói rằng họ đã chết. Có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi. Cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết. Những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được. Bỗng nhiên, tôi được đưa trở lại dân gian. Và khi tỉnh lại, song văng vẳng trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia là phải lo tu. Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi nếu như không có chuyện này xảy ra. Quả nhiên, vào thứ bảy tuần đó có một người trong gia tộc của tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời này còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ, người người lớp lớp nhô lên ngập xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa. Nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào? Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến, kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kỳ diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại. Họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó. Tôi liền chạy thật nhanh, thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục, nên bàn nhậu không có giống như trần gian. Có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập, mà tự họ quay cuồng đến mức độ nghiêng dại. Họ vò đầu bứt tay, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bảng ghi rất rõ: tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một cây cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư, nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm với làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn.
Tu hỏi và được cho biết cô ta bị hành hình là do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buộc miệng, tội quá, đừng làm vậy. Con quỷ lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hung tợn chưa từng thấy, chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời. Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó. Phục, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ và nói như quát, tội ngoại tình. Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu thì vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi, phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình, giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian. Qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ. Rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như trên một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói cả tay và chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn, cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi. Tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ vét, rất phong độ, đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ý ngăn lại, và tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan mà thôi. Con quỷ dừng lại, cho tôi ăn một thứ gì đó. Chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lòng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra. Rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đó đưa tôi đi. Ông ấy nhắc lại cho tôi biết, đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ, kiểu như lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó. Song hành hình mang rợ khủng khiếp hơn nhiều. Thoáng thấy thôi là đã kinh hồn bạt vía. Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi. Cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại, đánh tôi túi bụi, cào cấu, xâu xé tôi. Hoảng quá, lại như những lần trước, tôi tập trung niệm chú Đại Bi. Kỳ diệu thay, nhóm người liền tản ra dần và đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra rằng, đó là các vong hồn oan gia trái chủ của tôi. Bị tôi hại từ nhiều kiếp trước, họ vốn luôn túc trực quanh tôi, chỉ chờ cơ hội là ra tay báo thù. Tôi mở mắt, kết thúc lần thứ 3 tham quan địa ngục kinh hoàng. Và chỉ 2 tháng sau đó, tháng 5 năm 2019, chuyện đó lại tiếp diễn, ấn tượng chân thực đến nỗi, tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô ấy lại tới, tôi thấy rõ linh hồn của tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn vận như thời công tử Bạc Liêu. Nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi, ông ấy dẫn tôi đi thăm địa ngục và có cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị tọa vào địa ngục. Vì tội gì thì tôi quên hỏi. Qua cánh cổng vào, 5-6 quỷ đầu trâu to lớn trượt đuổi cả đám người, chúng cầm lao phóng loạn xạ. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc, thật đáng kinh hãi. Và lần cuối cùng chính xác là 2 ngày liền, 29 và 30 tháng 10 năm 2019. Lần này, đầu tiên tôi bị hai người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng, rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú, thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống như cái cối xay, mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay. Nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn thân, tai, đầu, máu người lẫn lộn, kinh không thể tưởng tượng được. Bỗng hai con quỷ vận hành máy xay, nhìn thấy tôi, chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt niệm Phật không dứt. Một lúc sau thì thấy thân mình được phóng lên,
mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, xong tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngày đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè, tôi thấy mình xuất hồn đi đến lại bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người tôi nhẹ bẩn, có ba vị hiện đến, nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm. Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó bình thường, đó là chó địa ngục, con nào con nấy to khổng lồ, to cỡ phải bằng ba con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn. Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà ba vị ban nãy đến xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ, sau này quay trở về trần gian, phải kể lại cho người đời hiểu rằng đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức, lương thiện. Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được. Một vị hỏi tôi, dưới âm phủ, ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục. Nhà người trên chân gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa. Đầu đầu cũng toàn những cảnh kinh dị với những chông gai tu tủa đầy mật đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao vuông vút, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian. Sau cùng, ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành. Không phải một lần mà là rất nhiều lần. Mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào uy lực của Phật Pháp, thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang quyền thế chỉ là phù du, sống chết cách nhau chỉ gang tấc, không đáng để lấy đó là mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí tuệ làm mục tiêu. Chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được. Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm. Vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tình, mà không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục tiêu phù phiếm. Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Trong nhà, ai cũng đều có ít nhất một chiếc gương soi để làm duyên làm dáng, chỉnh chu lại trang phục, dáng vẻ của mình. Nhưng ít người biết rằng ở cõi địa ngục cũng có một chiếc gương khác đầy huyền bí. Tương truyền, nó được gọi là gương soi nghiệp, chuyên dùng để soi chiếu nội tâm của con người. Xưa nay vô cùng chuẩn xác, ai cố tình làm việc xấu đều bị soi thấy, còn nếu chỉ là vô ý thì chiếc gương này sẽ không soi ra. Trời nắng chang chang như đổ lửa, một mình Chu Giới Như lóp ngóp dưới cánh đồng không một bóng người. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng cây để ông có thể trú chân. Ông nheo mắt, ngước nhìn mặt trời đang lên chính ngọ, khẽ lấy vạt khăn lau vội những giọt mồ hôi rơi lã chã như tắm. Đúng giữa ngọ, 12 giờ trưa, ông cũng đã thấm mệt, bụng réo ào ào, chân tay bủng rủng rã rời như người bị tháo khớp. Ông men theo con đê đất đỏ quạch, bước thấp bước cao, định bụng về nhà ăn miếng cơm lót dạ. Nhưng đi mãi, vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên, ông thấy đầu mình quay như chong chóng, chẳng còn phân biệt được đông nam tây bắc. Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mặt. Rồi ông ngã xuống, ngất lịm giữa con đường vắng vẻ. Đến tờ mờ tối, ông mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm nguyên chỗ đó. Xung quanh vẫn là đồng không mông quạnh, bát ngát, gió thổi mát mẻ vi vu, vô cùng êm ái và dễ chịu. Nhìn tứ phía, chẳng thấy một con đường nào. Ông loay hoay, không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên, ông nhìn thấy xa xa có mấy chục người đang tiến về phía trước, bèn bám theo sau. Những người này thật kỳ lạ, nam nữ, già trẻ, lớn bé, giàu nghèo, sang hèn đều có cả. Không hiểu là họ đang rủ nhau đi đâu mà ai nấy mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng.
mà họ đi thật nhẹ, cứ như lướt trên mặt đất. Ông phải chạy hụt cả hơi mới theo kịp. Đàn bà con gái thì xõa tóc che gần kín khuôn mặt. Ông cố bắt chuyện chào hỏi với mấy người trong số họ, nhưng chẳng ai thèm trả lời, như không nghe thấy ông nói. Chu Giới Như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại không xong mà đi cũng chẳng đành. Trời ngày càng tối hơn, nếu ở lại đây thì lát nữa trời tối hẳn, ông phải biết xoay sở thế nào. Thế là ông đành lặng lẽ đi theo họ. Mọi người đi tới một nha môn, ông cũng nối gót theo vào. Ông choáng ngợp trước cung điện rộng mênh mông, hai bên trái phải đều là những dải hành lang quanh co chạy dài tích tắp. Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc đèn lồng đo đỏ đung đưa theo dãy hành lang. Chu Giới Như bỗng thấy ơn ớn lạnh, nơi này có vẻ âm khí nặng nề. Tiểu Lại, Sai Nha trong bộ trang phục cổ xưa cứ chạy đôn chạy đáo, dường như đang hối hả nghênh giá một vị đại quan nào đó vào an tọa trong đại điện. Ông đang nhớn nhác nhìn quanh thì đột nhiên thấy một cánh tay nắm chặt lấy vai mình. Ông giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn thì nghe người kia hỏi: "Sao ông lại tới đây?" Phải mất vài giây, Chu Giới Như mới định thần lại được. Ông đưa mắt nhìn thì hóa ra là Trương Hằng Chiếu, một người bạn của ông. Nhưng thật lạ lùng, chẳng phải ông ấy đã mất được mấy năm rồi sao? Sao lại có duyên hội ngộ ở nơi này? Chẳng lẽ đây là... Ông giật bắn người, sợ hãi, tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy. Ông chợt nhớ lại bóng dáng giật giờ của đám người khi nãy, một luồng hơi lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng, bảo sao nơi này âm u tịch mịch, âm khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Đèn lồng đỏ lập lòe, dập dờn như ma chơi. Lúc này ông mới biết đây là địa phủ. Suýt chút nữa thì ông ngất liệm. Trương Hằng Chiếu nhìn ông mỉm cười bảo: "Ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nào." Trương Hằng Chiếu tiếp lời: "Thì thoảng cũng có một vài linh hồn của người sống đi lạc tới đây, Diêm Vương có gặp cũng không trách tội ông đâu, nhưng e rằng khó tránh khỏi sẽ bị truy hỏi vài câu. Chi bằng ông ngồi trong sảnh, đợi khi thoái đường tôi sẽ tiễn ông đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem chuyện nhà cửa của tôi dạo này thế nào." Chu Giới Như chưa ngồi ấm chỗ thì Diêm Vương đã thăng đường. Ông lén nhìn qua khe cửa thì thấy mấy chục người cùng đi với ông ban nãy đều lần lượt bị thẩm vấn, nhưng nghe không rõ họ nói gì. Chỉ thấy người thì chau mày ủ dột, người thì lại rưng rưng muốn khóc, người thì nước mắt lưng tròng. Nhưng cũng có người trông rất điềm nhiên, có người lại khẽ mỉm cười. Có lẽ lúc này cùng tội phân minh, ai nấy đều có những vui buồn đan xen lẫn lộn với nhau. Sau đây mỗi người lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, sướng khổ khác nhau. Lại thấy một người đàn ông cao lớn, lông mày hất ngược lên trên, trông rất dữ tợn. Ông này có vẻ như đã từng làm quan lớn hay đại gia tại Dương Gian. Ông rất hiên ngang, một mực hùng hổ tranh biện với Diêm Vương, dường như không phục với tội danh mà Diêm Vương phán xét cho mình. Diêm Vương nhấc cánh tay lên khỏi mặt bàn, xua tay một cái, từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhìn vào trong, thấy cả vũ trụ bao la, thầm thẳm. Những vị tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không. Diêm Vương nhìn thẳng vào người đàn ông nọ quát lớn: "Người có biết cô gái này không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trong gương xuất hiện một A Hoàng còn khá trẻ, tay bị trói ngược ra sau, vẻ mặt khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Chiếc roi da liên tiếp quật vung vút vào da thịt, vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào trên người cô một cách lạnh lùng. Cô gái kêu lên đau đớn, chiếc roi quật rách quần áo cô, có thể thấy vài nơi trên cơ thể cô đã hằn đỏ và tím bầm như những vệt máu lớn.
Ai nấy đều kinh sợ, không hiểu cô A Hoàng này đã làm điều gì sai trái mà bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn tới mức như vậy. Lúc này, Diêm Vương mới lên tiếng. Sao người lại đánh đập con cái người ta ra nông nỗi này? Người đàn ông đáp. Nó là A Hoàng nhà ta, nó đánh vỡ chiếc bình ngọc mà ta tốn mấy nghìn lạng bạc mới mua về được. Chịu tội như vậy là đáng lắm. Y vẫn vênh mặt, không chịu khuất phục. Diêm Vương nói, được, nếu ngươi còn chưa phục thì hãy xem đây. Diêm Vương lại vung vạt áo lên, một tia chớp vụt lóe lên, trong chiếc gương hiện ra cảnh một cô gái xinh đẹp đang thổn thức trên giường vì bị làm nhục. Lúc này, người đàn ông biết không thể chối cãi được những tội lỗi do mình gây ra, bèn cúi đầu nhận tội. Diêm Vương cho sai nha lôi người đàn ông ra ngoài. Những người có mặt ở đó, ai nấy đều sợ xanh mặt. Không ngờ nhiều chuyện, cứ ngỡ rằng chỉ có mình biết quỷ thần không hay, mà nay lại hiện rõ ra mồn một như giữa thanh thiên bạch nhật. Một lúc sau thì Thái Đường, Trương Hằng Chiếu tới hỏi tình hình con cháu trong nhà. Chu Dế Như nói sơ qua vài lời thì Trương Hằng Chiếu đã xua tay mà rằng, thôi, ông đừng nói nữa, chỉ khiến tâm thêm phiền, ý thêm loạn. Chu Dế Như hỏi, chiếc gương ban nãy có phải là gương soi nghiệp không? Trương Hằng Chiếu nói, đúng vậy. Chu Dế Như lại hỏi, gương bình thường chỉ soi được hình ảnh đứng trước nó. Cái gương này sao lại có thể soi được cả những sự việc đã làm trong đời như vậy? Trương Hằng Chiếu nói, gương của con người chỉ soi được hình ảnh cơ thể bên ngoài, còn gương thần lại soi được những thứ ẩn sâu trong tâm họ. Khi người ta làm việc gì đó, thiện hay ác, trong tâm mình đều minh bạch cả. Một khi đã minh bạch rồi, thì trong tâm sẽ luôn nghĩ tới điều này. Trong tâm luôn nghĩ tới chuyện này thì sẽ lưu lại hình ảnh về chuyện ấy. Cho nên chỉ cần soi một cái là toàn bộ hiện ra hết. Nếu vô tình phạm lỗi, bản thân họ cũng không hay biết thì không thể soi thấy. Bởi vì họ sẽ không để tâm tới chuyện ấy nên cũng không có hình ảnh của chuyện đó lưu lại trong ký ức. Diêm Vương khi xử án tại địa phủ chỉ nhìn vào tâm của con người xem việc đó là vô tình hay cố ý, rồi từ đó mới phân ra thiện ác. Ông phải minh bạch được điều này, nên ngay khi chưa thực sự làm một việc xấu ác nào đó, mới chỉ nào đó. Đối diện khổ đau. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc chân thật trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật là cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Chúng ta không thể tránh né, càng không thể loại trừ được hết những khổ đau trong cuộc sống. Chúng ta cần phải biết cách đối diện, nhận thức và chuyển hóa chúng. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau, cho dù ta có là người may mắn nhất trong nhân loại, ta cũng không thể tránh khỏi những nỗi khổ nhất định. Sự hiện hữu của những khổ đau đã bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời. Chúng ta sợ phải chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, nhưng tất cả chúng ta đều bất lực nhìn tuổi già đến dần. Chúng ta cố tránh né bệnh tật, nhưng rồi tất cả chúng ta đều cũng không tránh khỏi. Chúng ta mong muốn được sống bên cạnh những người mình thương yêu, nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải chia tay với từng người trong số họ. Với phần lớn trong chúng ta, thì sự thiếu thốn vật chất ở một mức độ nào đó cũng luôn là nỗi khổ. Chúng ta quay cuồng, vật lộn với cuộc sống và rất hiếm khi chúng ta tự thấy mình đã có đủ những thứ mình cần. Còn có thể kể ra rất nhiều khổ đau mà chúng ta phải thường xuyên đón nhận trong cuộc sống. Chính vì vậy, có người đã phải thốt lên rằng hạnh phúc là sự tạm dừng của những đau khổ. Nhưng điều này không thật sự chính xác, vì nếu như thế thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được hạnh phúc, vì chẳng hề có một phút giây nào mà đau khổ trong cuộc sống này có thể tạm dừng. Thay vì mong đợi sự tạm dừng của đau khổ để có được đôi chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi, chúng ta hãy đối diện và nhìn sâu vào bản chất của đau khổ. Khi hiểu rõ được bản chất của chúng, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa. Chỉ khi đó
chúng ta mới có được hạnh phúc thật sự. Hầu hết những khổ đau của chúng ta đều xuất phát từ sự mong cầu đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta mong muốn điều gì đó, và bất kể là những mong muốn ấy có hợp lý hay không. Hay nói đúng hơn, chúng ta không chịu nhìn sâu vào bản chất của sự vật để có thể thấy được sự vô lý của chính mình. Một cô gái đau khổ vì yêu thương một chàng trai nhưng không được đáp lại. Chàng trai kia không có lỗi gì cả. Chàng hoàn toàn có quyền lựa chọn người mình yêu thương. Nhưng cô gái đang yêu không có đủ sáng suốt để nhận ra điều đó. Cô đau khổ vì sự sai lầm trong nhận thức của chính mình. Nỗi đau khổ của cô chỉ có thể chấm dứt khi nào cô đối diện được với nó và nhận ra nguyên nhân thật sự, như bao nhiêu người khác đều có thể nhận ra. Vào một buổi chiều đẹp trời, chúng ta dạo chơi trong một công viên nào đó, ta có thể thấy những cơn gió thoảng qua và có những chiếc lá vàng rơi rụng xuống. Chiếc lá đã sống trọn một cuộc đời rất đẹp. Từng phút giây tồn tại, nó đã cống hiến trọn vẹn cho sự chuyển hóa dòng nhựa nguyên thành nhựa luyện để nuôi cây. Lá sinh ra từ cây, nhưng trong một ý nghĩa khác, vì lá đã nuôi sống cây nên lá cũng là mẹ của cây. Hết một đời mình, lá rơi rụng về với lòng đất, lại tiếp tục chuyển hóa thành phân mục để nuôi cây. Ngày mai, có thể lá lại được sinh ra thành một chồi non mới. Trong bức tranh sinh động này, chúng ta có thể thấy rõ quy luật của đời sống. Mỗi người chúng ta là một chiếc lá trên thân cây cuộc đời. Ta không thể tồn tại mãi mãi, nhưng ta có thể sống thật trọn vẹn đời sống của mình. Ta sinh ra từ cuộc sống, nhưng ta sống có ích cho cuộc sống, và trong ý nghĩa đó, ta cũng góp phần tạo ra cuộc sống. Thế nhưng, hầu hết chúng ta không hài lòng với việc trở về lòng đất như chiếc lá kia. Ta đau khổ vì ta không nhận ra và chấp nhận quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tất cả những thực thể sống đều sinh ra và chết đi. Chiếc lá sinh ra và chết đi. Đóa hoa hồng sinh ra và chết đi. Nhưng những vật vô tri giác như một tảng đá chẳng hạn, không có sự sinh ra và chết đi theo cách như thế. Chúng chỉ được hình thành và hủy hoại theo thời gian. Chúng không có sự sống và sự chết. Chúng ta phải lấy làm hạnh phúc, được sinh ra và chết đi, vì chỉ như thế ta mới thực sự được trải qua một đời sống nhiệm màu. Nếu chúng ta hiểu rõ được vấn đề và chấp nhận sự thật về sống chết, chúng ta sẽ thấy những giây phút được sống của mình càng có giá trị hơn. Mỗi một nỗi khổ đau đều có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta biết suy xét để nhận ra những nguyên nhân sâu xa và đích thật, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ đau thành năng lực thúc đẩy ta nỗ lực sống tốt hơn. Cơ thể chúng ta không rắn chắc như sắt đá, nên một đôi khi ta mắc phải bệnh tật, điều ấy là tự nhiên. Hiểu được điều đó, ta càng biết quý trọng và cảm nhận niềm vui trong những lúc được sống khỏe mạnh, không bệnh tật, càng cố gắng giữ gìn sức khỏe một cách tích cực hơn, tránh xa những thức ăn uống hoặc những cuộc chơi bời có hại cho sức khỏe. Chúng ta cũng có thể nghĩ về tuổi già như một động lực để sống tốt hơn trong những ngày còn trẻ. Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt, chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn, và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta. Trong hầu hết trường hợp, người ta cư xử một cách bất công hay thô bạo là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu hiểu biết về cách sống, hoặc là thiếu hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thù hằn, căm giận, bản thân chúng ta cũng rơi vào chỗ thiếu hiểu biết. Cả hai bên đều đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu được và cảm thông với sự thiếu hiểu biết của người khác,
ta sẽ có khuynh hướng tha thứ hơn là tức giận. Chúng ta có làm thay đổi được người khác hay không? Điều đó còn tùy nơi năng lực cảm nhận của họ. Nhưng bản thân chúng ta thì chắc chắn sẽ tránh được thương tổn trong những trường hợp này. Khi chúng ta đau khổ, nếu ta biết nghĩ đến những đau khổ của người khác với sự cảm thông và chia sẻ, nỗi đau của chính bản thân ta sẽ được giảm nhẹ. Ngược lại, sự trách móc, oán giận chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời không sao tránh khỏi những khổ đau. Nhưng trong một chừng mực nhất định, cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của chúng ta có thể làm vơi đi đáng kể mức độ đau khổ đối diện với từng nỗi khổ đau, và tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó có thể giúp ta có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn. Ngay cả khi chúng ta đang hứng chịu một nỗi khổ đau nào đó, chúng ta vẫn thấy tự tin và ít bị thương tổn hơn. Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng ở khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây. Cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vốn mồ côi cha mẹ. Trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất kháng khích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị của em chồng chưa xuất giá, hợp cùng bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu: "Mày là cái thứ xui xẻo, cấm không được tham dự hôn lễ con gái tao." Bà chì chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to, dài, đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng, đè lên ngực, để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về. Nếu không, toàn gia sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thây vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng đến thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít, cũng không hiểu biết chi nhiều, nên đành cam chịu. Nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền, rồi đuổi về. Tục ngữ có câu: "Lộ kiến bất bình đại gia đạp", tức giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm gia đề nghị: "Nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như thế." Phạm gia túng lý, đành để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con, xem như nàng dâu bị mắng oan chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà gia và bố chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu. Còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được, lão than với mọi người: "Tối nào cũng có một nữ nhân xõa tóc đứng nơi nhà tôi, khua đập chén bát sùm." Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu, chị nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết.
Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi khám bác sĩ thì mới hay mình bị ung bướu thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà gia bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về thăm quê ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi nguồn cơn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên, gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ. Do nhà láng giềng này ở gần đoàn nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ắt có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại, vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ, lại chết. Còn bị thương trầm trọng, khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích, sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ, càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quan trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ, thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi.
hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình, để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế, tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm, tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần. Hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch. Nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng, kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ của tôi nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc đầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc đầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà dịch. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép, sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch.
Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề, là giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v. thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, trưng diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn, muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện. Thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, v.v. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có.
Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng. Họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ. Tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc. Chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói, chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng, đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư, bác sĩ, do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bủn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm sẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Chú Út của bạn tôi. Bạn bè đều biết tôi tin Phật. Do chơi thân nên hãy có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tín tâm tốt lành.
Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó, dùng trưa xong còn dư giờ. Tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện, thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi, hỏi. Nghe nói bạn đạo Phật hả? Phải. Thế là chị B hứng thú, hỏi tôi mấy điều về Phật Pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo, mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú, muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B. Vậy sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương. Ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày, là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú Út trở nên giàu sang rồi, thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý mình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà, một Phật tử thiện lương như chú đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bom nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú lại bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thiện nhân không được thiện báo. Nhưng chú út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước. Ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa, chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè. Tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ, vợ con, nhưng một khi vô thường đến, mấy ai có thể trốn thoát được. Chú tu trì thời khóa bền bỉ, mấy mươi năm như một ngày, trọn bề hành thiện tích đức, vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này. Ai cũng trách trời già bất công, nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc B kể, tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú: "Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nhé." Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao thì ông lão đã biến mất. Lập tức, thần trí của chú tỉnh lại, ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia đang nằm trong tay mình. Chú Út nhìn quanh kiếm tìm và vội hỏi người thân: "Con nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây mà giờ đâu mất tiêu rồi." Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên, cùng đáp là không thấy ai cả, chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này đem về nhà ăn. Lúc đó chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ chứng ung bướu thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bướu hoàn toàn biến mất, bệnh giờ vậy được lành. Việc này, khoa học giải thích sao đây? Sau việc lạ xảy ra đó, toàn gia chú Út bắt đầu tin Phật vô cùng, đồng hiểu là nhờ Bồ Tát U Uẩn ngầm cứu mạng chú. Việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước.
Cũng nhờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Liên Hoa Tiểu Bính. Ông hàng xóm hung dữ, đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn. Cuối cùng, được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phản cỏ, ông liền vung lên, bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghểnh ngãng. Chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ. Giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày, tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiền căn nhiều kiếp. Có lần, tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam, và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường, đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó, khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng, khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống.
còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mốp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết mệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi, vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh, khi đó Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây, con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước, mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt, thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hão huyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về, an ủi nó: Con gái cưng à, cổ nhân thường nói, có chí thì nên. Con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đại trí huệ, tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra,
tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, không đạt.